Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh đó chính là một cô công chúa Elsa như mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Nếu không nhầm lãi thì mình có tô một đứa như này phải ta. Nhiều sang vật. Cho nó quả đầu tím. Đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.